Mưa rông như hôm qua chẳng hạn. Liệu là trong tháng Tư này thì có mấy đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc vậy chị Hoa? Vâng quả là chị Lan Anh có một nhận xét rất là đúng về xu hướng thời tiết. Đó là trong giai đoạn này, giai đoạn giao mùa thì ở khu vực Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ cứ không khí lạnh về thì đây lại là một trong những nguyên nhân gây ra mưa và trong các đợt. Uh chuyển mưa như thế này thì theo dự báo là trong tháng 4 khả năng sẽ có là từ 2 đến 3 đợt không khí lạnh nữa sẽ có thể xuống khu vực Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên là các đợt không khí lạnh này sẽ khá là yếu. Ngoài gây mưa thì một điều mà chúng tôi rất đáng phải lưu tâm tới quý vị đó là nguy cơ có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, gió giật, sấm sét hay là mưa đá có thể đi kèm trong cơn rông đặc biệt là khu vực vùng núi. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì tháng 4 được nhận định là thời tiết có nhiều biến động nhất trong năm, vừa là cao điểm nắng nóng mà lại vừa xuất hiện mưa chuyển mùa. Cụ thể thì dự báo nắng nóng sẽ có xu hướng mở rộng trên toàn khu vực vào cuối tuần ở giữa và cũng như là tuần cuối của tháng. Nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng là từ 35 cho tới 38 độ và thậm chí là có những điểm nhiệt lên trên 38 độ và cũng trong giai đoạn cuối tháng thì sẽ xuất hiện mưa chuyển mùa trên hầu hết khu vực này và người dân ở khu vực nam bộ cũng cần phải đề phòng với các hiện tượng như là tố lốc, gió giật mạnh, sấm sét, mưa đá có thể đi kèm. Đó là những nhận định xa về thời tiết của tháng này. Còn bây giờ sẽ là những thông tin điểm lại thời tiết của ngày hôm nay trên cả ba miền đất nước. Trước hết là khu vực Nam Bộ, trời sẽ là nắng nhiều và nắng nóng. Nắng nóng xuất hiện chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 35 độ và khả năng là về chiều tối thì những cơn mưa rông trái mùa có thể xảy ra vài nơi. Còn với khu vực Trung Bộ hay là Tây Nguyên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đến mưa rông có thể tiếp diễn trong ngày hôm nay, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi cũng như là cả khu vực Tây Nguyên cần phải đề phòng với mưa rông cũng như các hiện tượng tố lốc sấm sét và gió giật mạnh. Còn trở ra Bắc Bộ thì hôm nay ở phía Đông Bắc Bộ sẽ vẫn có mưa nhỏ bất chợt, cảm giác xe lạnh khi mà nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 21 cho tới 24 độ. Còn phía Tây Bắc Bộ thì trời ít mưa hơn, có nắng nhiều, nhiệt độ cao hơn từ 25 đến 28 độ và thậm chí là có những nơi lên là 29 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, dự báo trong ngày hôm nay ngoài khơi huyện đảo Trường Sa cũng như là vùng biển quanh các quần đảo Phú Quốc hay là Thổ Chu sẽ đều là trạng thái ít mưa, gió không vượt quá cấp 4, biển êm. Còn riêng với huyện đảo Hoàng Sa thì lưu ý là sẽ có mưa rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn là từ 4 đến 10 km trong mưa. Và đó là diễn biến thời tiết đáng lưu ý trong ngày hôm nay. Xin mời trở lại với chị Lan Anh. Dạ vâng, cảm ơn chị Quỳnh Hoa với những thông tin vừa rồi. Và sau giây lát thì mời quý vị tiếp tục đón ngày mới.